xin chào tất cả các em lại đến với kênh Bếp GB. Và video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra đơn hàng của ngày 23 tây tháng 11 năm 2019. Đầu tiên sẽ là đơn hàng của chị Nguyễn Hường 66.000. Đầu tiên sẽ là hai cây bút dù cho, xin lỗi nha, đầu tiên sẽ là hai cây dù. Mới giờ chị đã lộn rồi, rất mong các em thông cảm ha. Thì đây là hai cây dù cho búp bê nè, đó, rất là dễ thương luôn ha. Một cây như vậy thì là 8.000 đồng nha các em xem. Đó, rất là đẹp. Rồi bạn còn có mua đó là một cái lọ điều ướt. Đây, lọ điều ướt 7.000 đồng, các em sẽ ghi điều ướt của mình vào đây rồi làm những việc tốt ha, phụ giúp mọi người, cất nó ở một nơi bí mật thì điều ướt sẽ thành sự thật. Lọ điều ướt 7.000 đồng. Một cây bút có cuộn băng keo và đồ cắt băng keo luôn, 5.000 đồng. Và còn có là một cây bút Noel dễ thương, 5.000. Còn bây giờ là đơn hàng của bạn Trần Lê Anh Thư, 90.000 đồng. Đầu tiên sẽ là một cái lắc tay Ấn Độ dễ thương, 5.000 đồng. Rồi đến là hai cây bút mà có đèn, có nước, kim tuyến, lung linh như thế này. Còn có là lò xo mặt cười, rất dễ thương, 18.000 đồng một cây. Đó. Và còn có là bịch kẹo marshmallow sô-cô-la sữa, mềm như whipsy, thơm ngon, 16.000 một bịch. Em xin chào đơn hàng bé Thảo My, 205.000. Wow, wow, và các em hãy xem đây, bạn mua đó là một bạn búp bê Simbolove ha. Đôi mắt ngọc xanh, hiền diệu, sống mũi dọc dừa, miệng chúm chím. Đó, khuôn mặt rất là đẹp luôn, cầm vi lai nha. Rồi có tóc màu hồng bồng bềnh như hoa hồng, áo 2 tầng, xách túi và mang giày rất là xinh đẹp luôn. Búp bê này có giá là 140.000 đồng. Đây các em xem nè ha, nhìn cô ấy có mái tóc rất là sành điệu, màu hồng giống như là chị Miss Thi á. Và còn có là một cái ba lô mini cho búp bê để đi học, 15.000 đồng. Một cây bút nước nè, đó, một cây bút nước kim tuyến lấp lánh có hình của Hello Kitty. Đây là mẫu mới, bút nước 15.000. Còn có hình dáng sticker thời trang, đây các em xem rất là đẹp luôn. Bộ này là 5.000 đồng. Bé Lê Phương Anh ơi, đã đến đơn hàng của em 117.000. Đầu tiên thì sẽ là một cây bút nước nha. Đây là cây bút nước lò xo, có đèn nè, 18.000. Wow, nó lại hư đèn rồi, để chị đổi cho nha. Và đây chị đã đổi cho cây bút khác màu hồng nè. Mình bật đèn lên, đó, rất là đẹp luôn nha, 18.000 đồng. Đây, rất là xinh lung linh luôn như thế này nha. Và còn có hai sắp hình dáng của BTS và Blackpink, mỗi sắp như vậy thì là 10.000 đồng. Tiếp đến còn có là bịch mắt nước nha, bịch mắt nước của BTS và Blackpink luôn, 32.000 một cái, rất là mát, giúp cho mắt ngủ ngon, không bị thâm quầng và thông minh hơn. Tiếp theo là đơn hàng của bé Kim Phụng, 92.000. Đầu tiên thì bạn mua đó là slam thạch nhũ nè, đó ha, slam thạch nhũ trong suốt như thế này luôn, màu xanh dương, nó có vợn sóng như là mây vậy đó, rất là đẹp luôn như thế này, 30.000 đồng nha. Đó, phía dưới thì còn có cả một vườn hoa bướm lung linh như thế này nha, 30.000 đồng. Rồi đến là một quyển sổ trình ký hologram hình hoa anh đào nè, rất là dễ thương, 15.000, có kèm theo bút thước ha. Đó, rất là đẹp luôn, rất là đẹp ha, 15.000. Rồi đến là một vỉ màu thực phẩm 14.000 nè, 5 màu. Và bây giờ là đơn hàng của ba Nguyễn Văn Phi, 110.000 đồng. Bạn đặt là một bịch tuyết 10.000. Yeah, tiếp theo thì bạn còn mua đó là hộp bút nha, hộp bút trái chuối và trái xoài nè, nhìn nè, rất là dễ thương luôn nha. Cái da, cái nhựa của nó rất là mềm luôn mấy em ha. Đó, không có bị thấm nước nha và rất là mềm dẻo luôn, 35.000 đồng một trái. Và bây giờ thì là đơn hàng của ba Nguyễn Thanh Điền, tặng cho bé đơn hàng 233.000. Taran, và rất là nhiều sticker luôn. Và đây xin mời các em xem nha, rất là nhiều sticker luôn như thế này, đơn hàng khủng sticker luôn á ha. Đầu tiên thì bạn mua là sticker lại 5.000 nè ha. Thì ở đây chị lấy cho là đó, hình công chúa nè, rất là đẹp luôn. 5 quyển sổ nhỏ có ánh hologram nha, rồi 5 quyển sổ lớn. Đó, có đủ thứ hình hết luôn như thế này. Thì một sổ như vậy thì là 5.000 ha. Bạn mua 10 quyển luôn, có loại lớn loại nhỏ khác nhau như thế này nha. Tiếp theo thì là sticker thần nổi loại 5.000 nè, đó, những câu chuyện khác nhau ha. Quá trời luôn mấy em ơi, sticker nào cũng đẹp hết luôn á nha. Các em có thể làm nên được rất là nhiều câu chuyện sticker ở bên kênh 1001 câu chuyện của chị đó. Các em có xem á là có rất là nhiều câu chuyện luôn. Các em có thể tham khảo những sticker đó về cho búp bê sticker của chúng ta đóng phim ha. Và đây là 10 cái sticker loại 5.000. Và bạn còn có mua là loại sticker 10.000 thì như các em thấy nè ha, đây là sticker 5.000, bên đây là loại 10.000 thì nó sẽ to gấp đôi nha.
nó to gấp đôi lên đó, và nó còn kèm theo là một cái cây vương miện vậy ha, nhưng mà cơ bản là nó to gấp đôi nha mấy em. Đó, cái hình của nó nè, búp bê cũng to hơn và đẹp hơn. Đây, 10.000 đồng. Wow, tiên cá nè. Nói chung là đầy đủ hết luôn á, rất là nhiều mẫu khác nhau. Wow, búp bê nè, trời ơi, cái tóc đẹp chưa, váy rồi nè, rất là nhiều kiểu. Wow, có cả bé thỏ đâu nữa nha, làm những câu chuyện như là ôi, có cả căn nhà nữa, cái này là cho đóng phim được luôn á, hay quá. Tiên cá rồi nữa nè, rất là xinh luôn nha các em. Cái này là sticker 10.000 ha, cho nên là hình nhiều hơn và những vật dụng nhiều hơn, như vậy thì mình sẽ kể câu chuyện nó dễ dàng hơn ha. Và bạn cũng mua tổng cộng là 10 cái sticker loại 10.000, cho nên là chị lấy tới quý một vỉ luôn nè các em xem nè ha. Và bây giờ là đơn hàng của bé Nguyễn Vi, 203.000. Tinh tân, đầu tiên thì bạn mua đó là một cái hộp bút nước có kim tuyến nè. Và bé thỏ, rất là dễ thương, bé thỏ còn ôm củ, à ôm trái dâu nha mấy em, quá cưng luôn, sweet. Có ánh hologram nữa nè. Và hộp bút này là 70.000 đồng, bữa nay có lại rồi. Bạn nào mà yêu thích hộp bút nước hologram thì nhớ tranh thủ mua nha. Ngoài ra thì có bạn cá heo vui tính miệng cười tươi với bạn Nemo. Và đây là một cái hộp bút màu hình tổ ong 100.000 đồng. Đây chị sẽ mở ra. Tên tên. À, sẽ có rất là nhiều màu kèm theo là cọ ha. Chúng ta sẽ pha màu ở những cái ô trống này. Rồi dưới đại dương mênh mông đủ thứ cảnh như thế này, rất là đẹp. Chị sẽ mở ra. Wow, quá xinh. Đây nè ha, ở phía tầng trên thì là bút màu nước, phía dưới thì là bút lông dầu và kẹp giấy. Ôi cái này ha, không sao hết. Đó, hồi nãy chị kéo ra đó. Đó, bình thường lại nha. Đây là bút chì có kèm theo đồ chuốt bút chì. Rồi đến là bút sáp thì có là cái cục gom. Đó, 4 tầng nè, trải ra rất là rộng để cho chúng ta lựa chọn. Sau đó không lựa chọn nữa thì mình sẽ đóng nó lại một cách rất là đơn giản. Đậy hộp lại, quá gọn gàng, 100.000. Còn đây sẽ là đơn hàng của bé Nguyễn Quốc Vương, 85.000. Đầu tiên sẽ là cây kẹo kem đánh răng, 10.000. Rồi đến là muối cam, rồi nhìn chín mọng rất là thơm ngon. Và đây là cái móc khóa cam nha mấy em. Đây nè ha, móc khóa cam, rất là dễ thương luôn, 5.000 đồng, đây. Yeah, và đây, các em xem rất là đẹp luôn, đó là hũ slam may Galaxy Pony, màu rất là đẹp luôn nha, 30.000 đồng mấy em, đây. 30.000 đồng còn được tặng kèm theo đó là charm và tuyết nè. Tiếp theo thì các em xem bạn còn mua đó là cây bút có chiếc giày trượt patin. Đó, rất là dễ thương nha. Đó, 5.000 đồng. Một cây bút sổ mèo ngắm hoa anh đào cũng là 5.000 đồng luôn. Xin chào Bùi Như Ý, đơn hàng 162.000. Đầu tiên sẽ là một cái cây quạt nha, cây bút quạt mà quay bằng cái quay tay nè, có cần quay tay. Các em phải nhớ nói rõ là bút quạt mà có cái cần quay tay nha, để em thôi nó lộn với mấy cây bút quạt của shop chị á. Đây, là bút quạt có cái cần quay tay, 20.000 đồng ha, rất là mát luôn. Còn bút thì sổ ra như thế này, à rất là dễ thương ha, 20.000 đồng, 2 trong 1. Yeah, còn có là 5 cây bút dạ quang hình hạt gạo nè, mỗi cây là 5.000 đồng, đủ màu hết luôn, rất là xinh. Một bộ kit làm slam 30.000 đồng, 12 món, làm được 5 loại slam khác nhau. Ten ten. Và đây, bạn còn đặt mua là cây bút nước nha, cây bút nước có lò xo kim tuyến và có đèn mặt cười luôn, 18.000 đồng, tin tin tin. Rồi, còn có là cây bút kiểu Hello Kitty cũng có quạt nè ha, rất là dễ thương, 5.000 đồng một cây. Wow, còn có bút vỏ sò nè, đó, vỏ ngọc trai nha mấy em, ngọc trai rồi còn có viên ngọc đính ở trên nữa, rất là đẹp luôn ha. Hai cây bút này rất là xinh, mỗi cây là 5.000 đồng. Còn có là bút kim tuyến trang trí nè. Đó, một hộp này là 26.000 đồng. Các em xem nè ha, sẽ có rất là nhiều kim tuyến các kiểu luôn nè, sao, tim, hoa. Đó, cho các em trang trí hoặc là làm charm cũng được. Rồi có kim tuyến nữa, rất là đẹp. Bỏ vô slam cũng đẹp, mà chơi trang trí trên tập, trên sách cũng rất là xinh. Đây nè ha, đủ màu hết, rất là xinh, 26.000 một bộ như thế này. Tưởng Thị Như Ý ơi, đã đến đơn hàng của em 205.000. Wow, đầu tiên sẽ là một cái mặt nạ 40.000 đồng hình đầu sọ nha. Ở phía sau nó còn có cái tấm màn mỏng để mình che lại nữa đó mấy em. Đội lên nha, đó. Để chúng ta sẽ đi đánh với những bọn ma quỷ thật ha, 40.000 đồng. Đầu tiên sẽ là cây kẹo kem đánh răng nha, 10.000 đồng một cây. Combo kẹo, đây, combo kẹo rất là ngon luôn. 20.000 đồng ha, có kẹo panda, Milo, kẹo sô-cô-la, kẹo Doraemon, kẹo hamburger. Wow, có kẹo móng tay.
kẹo móng tay khúc luôn, rất là tuyệt vời. Kẹo nổ rồi à, có chupa chup nữa nha, 20.000 đồng đủ hết các loại kẹo. Tiếp theo thì là cái phao con vịt 10.000 đồng cho búp bê đi bơi, rất dễ thương. Rồi đến là hai hộp móng tay nha, hai hộp móng tay nè, trang trí móng tay rất là dễ thương luôn. Một hộp là có màu hường và kim tuyến, có đá, có cườm luôn. Một hộp là màu đỏ và có bạc, có đá, đồ ha, rất là đẹp luôn. Thì mỗi hộp như vậy thì là 46.000 đồng có hai bộ móng tay nha. Các em có thể giới thiệu cho mẹ, rồi cho mấy chị, cho cô rồi đó. Đó, có thể mua về đeo rất là đẹp luôn. Đỡ phải tốn tiền ra tiệm nail, đỡ phải tốn thời gian. Tiện, gọn, lẹ, đẹp. Đó, mà chỉ có 46.000 hai bộ luôn nha. Hai bộ luôn. Tiếp theo là đơn hàng của mẹ Trần Thị Kim Xuân 105.000. Đầu tiên là đặt là 5 cái vỉ gom thức ăn nha mấy em. Thì gom thức ăn ở bên shop là hết rồi, chỉ còn có là hai mẫu này thôi nha, và cũng còn có duy nhất là hai vỉ thức ăn này thôi, trái cây nè, cam. À đâu đâu để chị xem coi nha, là có là lê, thơm, táo, dâu, chuối và bắp. Đó, rất là đẹp luôn, mỗi vỉ là 15.000, có 2 vỉ. Còn lại thì là 3 vỉ này nha, nón nè, dày dễ thương không? Rồi có cây son, chùm hoa và một cái túi xách. Đó, rất là đẹp luôn, mỗi vỉ là 15.000 đồng, tổng cộng là 5 vỉ. Hy vọng rằng em sẽ thông cảm. Nếu không thông cảm thì em có thể gọi lại sớm cho shop trong vòng tối hôm nay nha, để mình có thể đổi lại cái khác ha. Xin chào anh Cao Nam, đơn hàng 337.000 đồng. Đầu tiên sẽ là vỉ bút dạ quang hình viên thuốc nè. Nguyên một vỉ như thế này thì là 30.000 đồng, có 6 cây 6 màu khác nhau. Tiếp theo thì là vỉ bút cà tím. Wow, đủ luôn, 6 cây bút cà tím luôn mấy em, rất là dễ thương nha. Thì một vỉ như thế này là 36.000, có 6 cây. Rồi còn có là bút nấm nữa nè. Đó, bút dạ quang cây nấm rất là dễ thương luôn. Một cây như thế này thì là 6.000. Và bạn mua là 3 cây nấm. Một lọ sơn móng tay trong suốt như thế này nha. Đây, lọ sơn móng tay trong suốt 5.000 đồng. Rồi tiếp đến là ngòi bút chì kim nè mấy em. Đây ha, một cái hộp ngòi như thế này là 5.000 đồng. Đó, rất là dễ thương luôn, rất là tiện luôn để sử dụng nha mấy em. Mình sẽ thay ngòi để đỡ có mua cây bút. Tiếp theo thì là hai cây thước màu xanh lá và màu xanh dương. Và chị lấy cho em hai loại khác nhau. Một loại thứ nhất nè là có đầy đủ hết các cái loại hình học luôn nha. Vuông, tròn, tam giác, elip, hình thoi, hình thang, hình lục giác. Và có cả là một bé Hello Kitty hologram. Có thước nè, có bên đây là thước, bên đây là vẽ răng cưa ha, rất là dễ thương, 4.000 đồng một cây. Còn cây thước này đó là cũng 4.000 đồng ha, có bạn cá heo đó, toàn tan rất là dễ thương, giống như đại dương, 4.000 một cây luôn á em ơi. Tiếp theo là ngôi sao may mắn, ngôi sao hiểu lòng tôi là và cái lắc bay này ha. Đây có hai màu và có hai cái charm bông hoa nè. Đó, hai cái charm bông hoa rất là đẹp kèm theo ngôi sao, lắc tay 15.000. Rồi đến là móng tay giả màu trắng hường đó nha, màu da nè, màu da mà có vẽ hoa văn màu trắng lên, rất là sang trọng luôn, còn có đính đá nữa nè mấy em. Đó, hai bộ trong một cái hộp như thế này nha, có hai bộ móng tay trong cái hộp này, giá là 46.000 đồng, xài rất là ok luôn ha, đỡ tốn tiền nè, đỡ tốn thời gian làm nail và lại sắc sảo đẹp, đôi lúc ra tiệm người ta còn chưa chắc sơn đẹp được như thế này luôn đó mấy em. Đó, có thể giới thiệu cho mẹ và các chị nha. Rồi tiếp đến thì còn có là 10 cái đồ trang trí móng tay nha. Đây, 10 hình khác nhau, một hình như vậy là 5.000. Ở đây là bông hoa nè, hoa hồng nè, rồi hoa hoa văn, bướm nè, hoa mà hoa văn có bướm, hoa tulip đồ nữa, mỗi cái là mỗi kiểu khác nhau. Đây, đây rất là xinh luôn nha, 10 cái khác nhau nè, ở đây còn có trái tim đồ nữa. Thì cái này nè mình dán lên cái móng tay của mình rồi mình sơn một lớp sơn lên nữa, nó rất là đẹp luôn nha, chỉ có 5.000 đồng một cái tấm như thế này. Yeah, còn có là đôi vớ trái tim nha, một đôi như vậy thì là 12.000 đồng, chất liệu là cô tông, đó, co giãn giúp chân đi êm ái ha, trắng chân nè, mang vớ có tác dụng nè, trắng chân nè, gót chân không có bị nứt nè, sạch đẹp, mềm mại đôi chân. Đó, đôi chân quý phái, xinh đẹp hơn nhờ những đôi vớ này nha. Đặc biệt nó có cái icon trái tim rất là dễ thương nữa, 12.000 một đôi. Yeah, rồi tiếp đến là băng keo cá nhân nha. Một vỉ như thế này là 6.000, có 5 miếng, rất là đẹp luôn. Và bạn mua 10 vỉ luôn các em, chúng ta cùng xem ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đó, rất là đẹp luôn ha.
Tiếp theo xin chào bé Hồng Phúc, đơn hàng 390.000 đồng. Đầu tiên sẽ là hai cây bút chì BT21 nha, mỗi cây 5.000. Rồi còn có là hai cây bút BT21 nha, mỗi cây 5.000. Một bịch kẹo đá nè mấy em xem nè, đó, giống như những viên đá thật luôn, nhưng mà ăn vô nó ngon lắm luôn á nha, 6.000 đồng một bịch. Một sợi dây chuyền BTS nè, đó, 15.000 đồng. Rồi còn có là hai cái chai hồ khô hình BTS, 4.000 một chai. Rồi đến là bộ thước BTS nha mấy em. Đây, bộ thước BTS là bên trong là có 4 cây thước, nhưng điều đặc biệt là cái bóp này ha, cái bóp đựng thước của chúng ta là sẽ có hình của BTS nha. Đây, thấy không? Ở bên trong của cái bộ thước này thì nó có 4 cây thước như thế này. Quan trọng nhất đó là cái bóp của chúng ta là có cái bóp BTS luôn, mà chỉ có là 8.000 đồng thôi. Mấy em xem nè ha, vừa có bóp vừa có thước, quá rẻ luôn. Tiếp theo thì là vòng tay hai dây nè, có hình ngôi sao may mắn rất là dễ thương. Rồi nó còn có hai cái charm hai bên nè, hoa đồ rất là đẹp. Hai dây đeo lên rất là đẹp luôn á mấy em, 15.000 đồng. Rồi đến là bạn đặt là thước hoa 8.000, nhưng thước hoa là chị hết rồi đó Hồng Phúc ơi. Rất mong em thông cảm và chị đặt lấy cho em là bộ thước này cũng 8.000 đồng ha. Hai cây nhưng mà nó đầy đủ hết luôn nè, có thể vẽ sao, đó, có thể vẽ hoa, vẽ dù, các kiểu luôn, răng cưa đồ nữa nè. Đó, bên đây nè, hoa rồi cỏ 4 lá luôn nha. Đây, rất là xinh, trái tim luôn, 8.000 đồng. Còn có là 4 miếng băng keo cá nhân ha. Đó, một vỉ như thế này là 6.000 nè, bạn mua 4 vỉ. Yeah, còn có là lắc tay chuông nha, chuông hình bé mèo, mà mèo này là mèo Hello Kitty, rất là dễ thương luôn nè. Đó, 15.000 đồng. Tiếp theo thì là vòng cá tính hologram nha. Cái loại trong hộp này, loại tốt thì là 32.000 đồng. Đây, các em xem. Đó, 32.000 đồng, loại này nó tốt hơn ha. Còn có cái loại là 18.000 nữa nha mấy em. Tiếp theo thì là bút nước ngọt và bút bình ga. Đó, bút nước ngọt có thể làm móc khóa luôn như thế này. Ui trời ơi, hư rồi. Rồi, để chị đổi cho em nha. Còn đây thì là bút bình ga. Đây, bút bình ga ha, 7.000 đồng nè. Ngoài ra thì bạn còn có là bút Hello Kitty. Đó, bút Hello Kitty là một cái móc khóa rất là dễ thương luôn nha. Đó, sổ ra làm cây bút nè. Và cây bút này là 10.000 đồng. Đây, bút bút nước ngọt chị đổi lại cho em rồi nè nha. Đó, 7.000 đồng, ok. Rồi còn có là một cái lưỡi lam, ren cổ hình lưỡi lam, 15.000 đồng, rất là cá tính luôn. Tinh 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 tinh. Còn đây thì là hai cái kẹo trống Noel rất là dễ thương luôn, như thế này nha các em xem. Một bên sẽ là ông già Noel đang quải một cái bao để đi tặng á. Đây nè, một cái bao đồ để đi tặng. Đó, bên trong thì có kẹo ha. Rất là ngon luôn, như thế này lại còn có cái trống để chơi vui nữa. Noel cầm đi chơi cà lắc vậy nè. Gây sự chú ý dễ sợ luôn, nổi bật luôn á. Rồi bên đây thì là hình người tuyết và cây thông Noel nha. Đó, toàn là những cái hình may mắn cho mình. Đặc biệt bên trong là những viên kẹo mà không phải kẹo thường đâu nha, kẹo đá luôn đó mấy em. Đây, rất là ngon luôn. Có giá là 15.000 đồng một cây đó mấy em. Vừa chơi ha, vừa có ông già may mắn chúc mừng, vừa có kẹo luôn. Rồi đến là 4 cái dây chuyền của Jack và Khánh, mỗi dây 15.000. Tiếp theo thì là combo BTS nè. Combo BTS thì các em xem ha, là sẽ có là một cái bịch khẩu trang á, bịch khẩu trang BTS rất là dễ thương, hai lớp luôn, người ta may hai lớp luôn, rất là bền luôn nha. Rồi combo còn có là hình dáng nữa nè nha, rồi còn có là móc khóa nè, có nhẫn nè, có vòng này nè ha, rồi có móc khóa này nữa nè, rồi có là cái huy hiệu, vòng cổ, vòng tay, rất là dễ thương luôn. Tất cả như thế này là 80.000 đồng, tiết kiệm được hình như mười mấy ngàn một cái combo này luôn á mấy em. Và tiết kiệm luôn cả thời gian để mình đặt đồ nữa ha. Bên bên, còn bây giờ thì là đơn hàng khủng nha. Trần Thị Kim Ngọc đơn hàng 664.000. Và đây, xin mời các em cùng ngắm tổng thể đơn hàng của bạn nha. Rất là xinh luôn. Đây ha, rất là dễ thương luôn nha mấy em. Đơn hàng khủng của ngày hôm nay. Thì đầu tiên nè, các em xem là có 4 bộ kit làm slam nha. Đây là 4 bộ kit làm slam, mỗi bộ là 30.000 đồng, 12 món. Tiếp theo thì là hai cái hũ đựng bút nha. Đó, hình bông hoa và hình của bạn ngựa Pony. Đây, hộp đựng bút bằng gỗ. Đây, rất là dễ thương luôn, 35.000 đồng một hộp. Đó, các em xem nè ha, mình có thể bỏ bút lên như thế này. Đó, rất là cưng luôn. Bằng gỗ nữa, chất liệu rất là thân thiện luôn nha. Đây, 35.000 một cái. Tiếp đến thì còn có là quyển sổ bí mật. Đây, quyển sổ bí mật 35.000 đồng, hình của những nàng công chúa siêu xinh đẹp luôn.
Và còn có là hai em búp bê. Đây, hai em búp bê bé khớp nha, 24.000 đồng nè. Miệng cười rất là tươi, cặp mắt sắc sảo, mái tóc nâu hồng. Còn bên đây thì là mái tóc xanh nha. Đây nè, rất là đẹp luôn. Các em xem nè, có khớp luôn. Chỉ có 24.000 đồng một em thôi. Đây, sóng mũi dập dừa. Và tóc rất là suông dài như thế này luôn. Đây, còn có là bé nhí thời trang nữa nè. Bé nhí thời trang 7.000 đồng, vừa có giá đỡ vừa có quần áo để thay, rất là rẻ luôn ha, 7.000. Còn bây giờ thì là hình dáng. Đây, hình của nhóm BTS, một sắp là 10.000. Sau đó là có 3 sắp hình của Blackpink, mỗi sắp cũng là 10.000 đồng luôn, như thế này. Wow, còn có cả tranh thêu nữa nè. Tranh thêu 5.000 đồng nha. Các em có thể thêu trang trí rồi đính cùm lên. Đó, bên trong có cây kim nữa. Chú ý cẩn thận nha, nếu không là kim nó đâm vào tay là đau lắm. Còn có là một quyển sổ. Đó, BTS. Ở bên trong thì sẽ có hình của BT21 và BTS. Đầy đủ hết các thể loại luôn, rất là sinh động nha mấy em. Đó, chúng ta có thể ghi nhật ký, rồi ghi lưu bút, rồi ghi bất cứ cái gì vào đây, tâm sự cùng BTS. 30.000 đồng một quyển. Và đây thì là thế giới bút nha. Đây, các em xem, đầu tiên sẽ là 4 cây bút chì dẻo nè. Đó, mỗi cây bút chì dẻo như thế này thì có giá là 5.000 đồng một cây nha. Rồi đến là 2 cây bút. Đó, một bút xương rồng và một bút bí ngô, cũng 5.000 đồng một cây. Hồ lê, hê lê, hê lê, hê lô. Wow, đây là cây bút nước, đèn, lò xo, mặt cười, rất là xinh luôn, 18.000 một cây. Và còn có là vỉ bút dạ quang, 30.000 đồng 6 cây, đủ màu, hình viên thuốc. Còn bây giờ thì là Wixi. À, có hai Wixi mini hình pony là 12.000, Wixi dưa hấu và Wixi đào thì là 18.000. Rồi đến là hai bạn dâu. Wow, Wixi dâu khổng lồ như thế này là 50.000 đồng một trái rồi đó mấy em. Đó, cực kỳ đã luôn nha. Đó, mềm lắm luôn á mấy em. Còn cái này thì 18 nha, cái này thì là 12.000 đồng. Quá cưng luôn á. Xin chào tất cả các em. Còn đây thì là cái kẹp dễ thương. Cây kẹp 12.000 đồng, hình của cô bé đang chơi với lại quả dưa hấu. Còn bên đây thì là kẹo nha. Đây nè, cái này thì là ấy, lộn, phải dưa hấu, trái thơm. Bên đây thì là kẹo. Đó, kẹp lên tóc, trời ơi nó lắc vậy nè, chịu đời gì nổi không. Cưng quá trời cưng luôn á, hết sức dễ thương luôn mấy em nha. 12.000 đồng một cây. Đây, để chị mở ra nè. Nó kẹp nè, như thế này nè. Mình rất là dễ kẹp luôn ha, chỉ cần bóp dây thả một cái là được rồi, kẹp lên tóc. Đây nè ha, ví dụ như tóc nè, mấy em chỉ cần kẹp lên một cái như thế này. Rất là cưng luôn á nha. Như vậy là chúng ta vừa hoàn thành xong phần kiểm tra đơn hàng của ngày 23 tây tháng 11 năm 2019. Thân ái chào tạm biệt các em. Và rất vui khi các em luôn đồng hành cùng shop Béo Chibi. Nếu bạn nào muốn đọc hàng thì hãy nhớ xin phép ba mẹ gọi 0937899707 nha. Cũng như đừng quên bấm like, theo dõi Facebook Béo Úc Chibi để có thể là xem hàng mới nè, xem video mới và có thể đặt hàng trực tiếp ở trên Facebook, cũng như là xem chi tiết hơn những sản phẩm, vì trên đó là cái phần cửa hàng á, là nó có vừa hình vừa giá đầy đủ hết luôn cho các em cập nhật nha. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại ở video sau.